Cô ơi, năm nay Tết buôn bán đỡ hơn năm rồi không? Ế hơn năm rồi. Ế hơn hả? Dạ. Mà là lượng người đi vẫn như vậy nhưng mà người ta ít mua hơn hả cô? À dạ. Rồi bữa nào mình mới nghỉ Tết luôn cô? Bữa 30. À 30 hả? Rồi ở nhà có nấu bánh chưa cô? Chưa nấu nữa. Vậy là bữa nay chiều nay nấu hả cô? Trưa 30 mới nấu. Vậy là một hả? Dạ. Dạ không, lên mạng cô ơi. Lên mạng. Dạ. Dạ, ông lên mạng nhiều người sẽ biết tới hơn. Dạ. Ồ, ủa cô ơi, cái chợ mình họp từ lúc mấy giờ lên cô? 7-8 giờ. 7-8 giờ đi. Khoảng giờ bán tới khoảng mấy giờ là nghỉ cô? À dạ. Rồi cô chuẩn bị Tết tới đâu rồi cô? Chuẩn bị Tết tới đâu rồi cô? Sao? Chuẩn bị Tết tới đâu rồi? Năm nay hết rồi. À, dạ. Dạ nhìn chung thì con cũng đi mấy cái chợ rồi nhưng mà năm nay dạ không có bán như được năm rồi, nó kể cả những cái chợ hoa hay là chợ mấy cái chợ bông cũng vậy. Dạ. Người đi thì đông nhưng mà ít có mua. Dạ. Đi đông mà. Dạ. Con đi vòng chợ các. Con cảm ơn cô. Dạ, chúc cô năm mới nhiều sức khỏe, gia đình được thành công nhiều hơn trong năm mới. Dạ. Đây là khu vực chợ Kinh Sáu hay gọi là chợ Kinh Sáu có bờ kè đó quý vị. Thì hàng trưng rất là nhiều nhưng mà cái lượng khách đi rất là ít năm nay. Cô ơi cho con hộp trắng chút được không? Dạ con làm cho con câu hỏi luôn nha. À, tình hình mua bán năm nay là ế hơn năm rồi hả cô? Chưa biết, có ngày mai với ngày mốt mới biết. À, ngày mai biết nhưng mà năm rồi là cái thời điểm này là bán được chưa cô? Bán được rồi. Mà giờ năm nay là chưa có nữa. Bán không bằng năm ngoái có hả? Ồ dạ. Rồi ở nhà cô có nấu bánh chưa? Tiền không nấu, bán cái này chưa có giống đủ hơn tiền đâu. Dạ. Ủa cô ngày xưa cái chợ này là dài không cô hay là nó là nhiêu đó? Là cũng từ đây tới đó thôi. Hồi đó thì nó tới ghê lắm. À. Mới có năm nay thì nó làm cái này sạch sẽ. À cái này là mới làm năm nay thôi hả cô? Làm năm rồi. Được cái Tết rồi, năm nay cái Tết là 2 năm rồi. Dạ. Tại năm trước con nhớ là không có cái này mà là chạy thẳng vô năm trước nữa chứ. Tại con có đi một năm trước đó. Dạ. Dạ con đi ra thêm một vòng. Con cảm ơn cô. Dạ. Không. Dạ con đang quay. Cô đang quay về khu vực chợ.
Đặc biệt những cái ngày này thì những tiệm cắt tóc rất là đông khách, có cả buổi mà rất là nhiều người đang chờ đó quý vị. Cô năm nay bán được như năm rồi không cô ha? Ấy hả? Dạ. Năm rồi là đợt này là tới thời điểm này là bán hết chưa chị? Hết. Vậy nữa hả? Dạ. Ở nhà mình có nấu bánh gì chưa chị? Ở nhà thì má hôm nay cũng không có nấu đâu, giờ năm nay má 80 mấy rồi. Không dạ. Năm rồi thì có nấu, năm rồi thì còn bán hết còn nấu được, còn thì năm nay không có nấu được chứ. Dạ. Vậy là năm nay bán lỗ vốn luôn à. Lấy 12.000 mà ta trả có 10.000 không à. Sao? 15.000 nữa. Sao bán được? Thì bởi vậy đó, còn mấy ế tới giờ nó không. Dạ. Rồi em cảm ơn chị. Mong là năm mấy bữa cuối này sẽ bán rẻ hơn. Dạ. Em đi một vòng nữa. Đang quay, đang quay. Đây là khu dân cư ở trong chợ nè quý vị. Chứ có quay một cái. Dạ. Quay gì ạ? Dạ con quay gì không khí tốt. Dạ. Dạ. Ở này có gì đâu vui quay con. Dạ không, tại vì chủ yếu là quay cuộc sống thật mà mình đâu có quay cái gì mà ấy đâu, tại trước có quay vui á thì con quay ở ngoài kia rồi. Vậy hả? Dạ. Ở này nó ế chảy mà nó nghèo mày là chưa, tụi tao ế tao nó chơi chứ không có gì đâu. Nãy giờ ghi ông ở trên rồi đó. Không, con mới ghi thêm nãy con tắt rồi cái. Dạ, đó là con ghi chứ ai bắt tao. Dạ không không, có nhiều kiện cũng không không có ghi được, nó dính vô mấy vấn đề khác. Dạ. Cô đi tới đi lui là dính hết rồi đó cô. Rồi xin cảm ơn quý vị. Ủa bà chuẩn bị Tết tới đâu rồi bà? Hả? Bà năm nay có gói bánh tét mà bánh chuối gì không? Có. À dạ, vậy là xong chưa bà? Đã nấu chưa? Giờ đang nấu trong nhà. Đang nấu hả? Ở đây thường mình nấu bánh là khoảng bao lâu bà ha? Khoảng 7-8 tiếng không? Không có dữ gì đâu, mà đi tùy theo gói, người gói lớn, người gói nhỏ. À, thường thường thì bà là nấu bao lâu? Gói nhỏ thì nấu cả chừng 5 tiếng. À, 5 tiếng là xong. 5 tiếng là nó nhừ á. Nhừ luôn. Đúng không? Dạ. Rồi con cảm ơn bà, chúc bà năm mới nhiều sức khỏe. Rồi, làm ăn rất con phát đạt. Dạ, dạ. Dạ. Rồi con cảm ơn. Bà cũng chúc cháu cho khỏe mạnh nha. Dạ. Rồi con cảm ơn bà.
Hôm nay Lâm sẽ xin giới thiệu với quý vị là kinh 6 tàu hơi vào những ngày giáp Tết nè quý vị. Hôm nay là bữa 27 Tết rồi. Thì Lâm đang đứng ở gần giữa kinh Đồng Dông, chạy về hướng quốc lộ 80. Đây là con đường mới đang được làm ở hai bên. Bên phải chúng ta thì sẽ thấy những cái cây mai đang được nó chỗ bông rất là nhiều đó quý vị. Ở đây là cái đường vừa mới hoàn thành đó quý vị. Do đó là cái đây là một trong những cái đường mà có thể gọi là làm tốt nhất hiện giờ ở Tân Hiệp, cùng với cái đường mà của kinh ba ở bên Tân Hiệp A với ấp Tân Long bên Tân An đó quý vị. Thì đây là được làm một đoạn rất là vừa làm xong, rất là đẹp, để mà ngay cái dịp Tết đi luôn, làm cho bà con sẽ thuận tiện hơn trong cái việc đi lại. Cũng có nhiều bà con cũng đang nấu bánh dịp Tết này. Đây là Lâm đi hướng bên tay phải của con kinh, mà hướng từ ở trong cuối kinh đó quý vị, sang đầu ra đầu kinh quốc lộ 80, và đi bên tay phải. Quý vị bên nào mà có người thân ở bên đây thì quý vị có thể chịu khó một chút ạ. Lâm chạy xe với tốc độ là khoảng 20 km/h, cũng không thể chậm hơn được nữa quý vị. Quý vị cũng thông cảm giùm, thì có những cái đoạn nó hơi khó coi một chút, quý vị cũng thông cảm bỏ qua. Còn quý vị nào thấy nào có thể kéo tiếp để những cái đoạn sau đó quý vị. Thì ở đây sẽ có nhiều nhà của các bà con định cư ở nước ngoài. Gọi là kinh 6 tàu hơi với kinh 6 bờ ke. Còn đây là kinh 6 bờ ke đó quý vị. Còn kinh 6 tàu hơi thì nó cũng nằm ở quốc lộ 96, tỉnh lộ 963 hướng đi từ Tân Hiệp đi Dòng Ghiền á, thì đó gọi là kinh 6. Kinh 6 tàu hơi vì nó có một cái cầu tàu nữa, tàu hơi nữa, nên gọi là kinh 6 tàu hơi, phân biệt với ngày xưa ở đây gọi là kinh số 6. Sau này mình thấy Lâm thấy để bảng ngoài kia là kinh 6 luôn, nên khi mà lại đây mà nếu mà bà con nào mà không có không có hỏi kỹ thì sẽ lộn giữa hai cái kinh này với nhau. Thì phân khu của trước đây thì do là thời của trước á, như là tổng thống Ngô Đình Diệm á, khi mà di tản dân, người dân của ở miền Bắc á, thì có phân ra những cái từng cái khu, đó là kinh kinh A, kinh B, kinh B, kinh A ở phía trên, kinh Zero á, thì kinh Zero ngay kinh Zero là kinh không đó quý vị. Thì nó chia cắt ra là từ kinh Zero nằm ở phía quốc lộ 80, nằm ở phía bên tay trái, nếu mà chạy từ hướng từ gạch tay trái quý vị, chúng ta quốc lộ 80 sẽ chia ra làm đôi hình chữ U, thì ở bên kia đó từ cầu sắt ngay thị trấn Tân Hiệp xuống phía đây là Lâm sẽ nói sao đi. Bây giờ Lâm sẽ nói cái đường này nè quý vị. Đây là cái đường mới đang chuẩn bị làm, đang khởi công làm đường cao tốc từ lộ tẻ xuống gạch giá đó quý vị. Thì sẽ giúp rút ngắn cái khoảng thời gian chúng ta đi hơn. Đang trong quá trình được xây dựng nè quý vị. Nối liền giữa
đậu tẻ xuống gạch sỏi ngắn hơn, gần hơn rất là nhiều đó quý vị. Sau này cái quốc lộ 80 thì sẽ không có còn nhiều xe đi nữa. Đây là tuyến đường mới hoàn thành, mới hoàn toàn. Trở lại cái câu chuyện mà giữa cái hình chữ U, trong đó hình chữ U thì quý vị cứ tưởng tượng dùm Lâm một chút, đó là hình chữ U thì trong đó quốc lộ 80 là ngay ở phía giữa chữ, cắt chữ U ra làm đôi, thì ở bên kia từ kinh từ thị trấn Tân Hiệp là ngay đầu tiên cái cầu sắt đi xuống là kinh 0 rồi tới kinh 1, kinh 2, kinh 3, kinh 4, kinh 5 ở phía dưới. Rồi qua bên đây song song với nó là kinh 6, kinh kinh 7, kinh 8 rồi tới tới kinh 6 bờ ke. Kinh 6 bờ ke là cái kinh này Lâm đang chạy nè quý vị. Rồi tới kinh 8, kinh 9. Rồi tới kinh 8. Xin lỗi quý vị, kinh 7, kinh 8 rồi tới lại kinh 6, rồi tới kinh 9, kinh 10, rồi kinh A, kinh B ở phía trên nữa đó quý vị. Thì đó là một cái dòng như vậy. Nếu mà Lâm nói có gì sai thì quý vị có thể chỉnh sửa giùm Lâm nha. Tại vì Lâm cũng không có nắm rõ lắm, nhưng mà theo tìm hiểu của Lâm là như thế. Ở đây thì cũng có một số bà con hiện giờ đang đầu tư để mà nuôi yến. Ở đây có một số nhà để đã bán cái cọ dầu thơm mỹ phẩm của Hoa Kỳ xách tay về đây. Vì ở đây có rất là nhiều bà con cũng đi nước ngoài, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Quý vị có thấy là vừa chạy ngang ngang Lâm là một số bà con mua chậu hoa để về chưng Tết đó, đó quý vị. Ở bên kia thì cái đường nó hơi sập sệ hơn, đi hơi khó hơn đó quý vị. Còn cái đường bên đây đã được sửa sang, vừa mới xây dựng lại. Đó, những cái cây mai ở đây rất là đẹp quý vị. Lâm thấy những cây mai ở đây với những cây mai ở dòng Kiền thì có những gốc mai rất là cổ thụ. Đây là những cái gốc mai nhìn rất là đẹp quý vị. Hôm nay thì có một số bà con cũng đã bày sầm ra để mà đổ đen rồi. Không biết là có tốt hay không thì không biết, nhưng mà dịp Tết đó thì cứ vui nếu mà chơi vừa đủ thôi. Còn nếu mà nhiều quá thì sẽ có nhiều cái hậu quả nó phát sinh không có được tốt lắm. Một chút nữa là sẽ tới chợ Rốc, chợ Kinh 6 hay là chợ Kinh 6 Bờ Ke đó quý vị. Chút nữa thôi. Vì Lâm đi có từ đầu cái từ Kinh Đồng Dông đi phía vô quốc lộ 80 mà, nên không có được xa lắm. Chỉ khoảng như là Lâm nhớ là 3-4 cây vậy thôi. Xa xa hơn cái khu ở trong đó là Kinh 6, chợ Kinh 6 rồi đó quý vị. Chợ Kinh 6 thì rất là nhỏ, có một chút thôi, khoảng hơn 100m chút. Đây quý vị, đây là khu vực chợ Kinh 6. Để Lâm đi rất là chậm lại cho quý vị xem nha. Đây là chợ Kinh 6.